Uh, xin chào các bạn uh, đang xem kênh youtube của vũ trọng long và hôm nay thì uh, có một cái nhân duyên rằng có một cái anh uh, nhà báo anh đặng xuân tới từ báo người nổi tiếng trong tin người nổi tiếng thì anh ấy đã uh, có một cái cuộc hành trình 55 ngày ăn chay và đi bộ xuyên việt từ cà mau đến uh, Măn miếu quốc từ giám hà nội và hôm nay thì mình đã uh, uh, sắp xếp một buổi hẹn để có thể có một cái talk show Nói về chủ đề thứ nhất là à, Ăn chay và Thứ hai là thông điệp của chuyến đi bộ này và Thứ ba là các cái kinh nghiệm à, Trong quá trình đi bộ sẽ gặp phải những gì à, Để cho những ai có những ý định à, Vượt qua những giới hạn của bản thân Có thể tham khảo ạ Xin chào anh thới Chào Long, chào mọi người Tức là xin giới thiệu với mọi người à, Mình có chuyến 55 ngày ăn chay, đi bộ xuyên Việt à, Và cho đến giờ thì đã bước sang ngày thứ 45. Để làm được điều này thì với mình cái việc đi bộ thì nó không phải là một việc mới. Tuy nhiên là ăn chay cộng với đi bộ thì có vẻ như là việc mới, mình nghĩ thế, ừ, rất lạ. <laughs> thế thì nó có hai ý nghĩa như sau, thứ nhất là tại sao mình lại chọn cái việc ăn chay? Thì uh, xin thưa chuyện với mọi người là với mình ăn chay là một sự lựa chọn. Trước tiên là Chắc chắn là cơ thể nó sẽ khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật hơn. Đạ. Cái đấy là với cá nhân mình nhé, với cá nhân mình và với kinh nghiệm ăn chay khá là lâu của mình thì là như thế. Chia sẻ thêm với mọi người là trong một ngày thì mình sẽ ăn ít nhất là một cho đến hai bữa ăn chay. Thế còn những đợt nào mà điều kiện công việc cho phép thì mình sẽ ăn vài tháng, còn đợt lâu nhất thì mình cũng ăn vài năm thế sau đó thì đến cái việc là đi bộ xuyên Việt thì nó có nghĩa là vượt lên trên giới hạn của bản thân rèn luyện ý chí nghị lực sức bền không phải là cứ đợi mọi việc hoàn hảo thật an toàn thì mới làm dạ đúng thế thì à, anh có thể cho em hỏi là vì sao mà à, à, cái ý tưởng này nó đến cảm hứng từ khi nào và anh đã mất bao nhiêu cái thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi này cái ý tưởng này thì mình manh nha cũng cách đây không quá lâu đâu, khoảng 4 tháng. Cách đây 4 tháng. Sau đó thì mình có khoảng 3 tháng để chuẩn bị. Thực ra là chưa đến 3 tháng. Khi chuẩn bị thì với mình thì mình chỉ cần chuẩn bị khoảng 1 tháng là đủ. Mình nghĩ là tạo một thói quen thì khoảng độ từ 28 cho đến 40 ngày là có thể là đưa cơ thể vào một cái nhịp độ nề nếp mới. Tuy nhiên thì vì nhiều lý do nên là mãi đến ngày 24 tháng 12 à xin lỗi mọi người là 24 tháng 11 năm 2022 mình mới chính thức xuất phát từ cột cờ đất mũi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Dạ. À, tại sao thì người ta vẫn nói rằng là ăn chay là thiếu chất đúng không ạ? À, ăn chay thì sẽ không có đủ cái cái sức bền để có thể làm được mọi việc và rõ ràng là chúng ta có thể thấy được cái việc đi bộ um, xuyên việt là hai, hơn hai cây số là không, một việc không hề đơn giản rất tốn calo và cần một sức bền vô cùng lớn rồi cái gân cốt của các cái gót chân này rồi của bắp chân đều cần phải rất là bền thì tại sao mà anh lại chọn ăn chay nó có điều gì khác biệt so với ăn thịt đây và um, quá trình trước em nghĩ là trước khi mà ăn chay thì anh cũng đã có rất nhiều năm ăn thịt đúng không ạ đúng rồi Ừ, thậm chí là thịt bổ dưỡng là đằng khác đúng không ạ Và đấy khi mà mình chuyển qua ăn chay à, Thì anh thấy điều khác biệt ở đây là gì Về phương diện sức khỏe, về gân cốt để mà chuẩn bị cho chuyến đi này Như đã nói thì đầu tiên ăn chay là một sự lựa chọn Giúp cho <laughs> Mình nghĩ là đầu tiên là chúng ta cần những cái hạt giống tâm hồn Thế thì cái hạt giống này đương nhiên là phải là hạt giống tốt Thì cái việc ăn chay đã giúp cho mình Ngày xưa nếu mà mọi người gặp Xuân Tới cách đây 10 năm thì là người rất là nóng tính dạ. Nhưng bây giờ thì gần như là hiếm người thấy Xuân Tới cáu gắt Thế thì có thể nói đấy là một trong những thành quả của việc ăn chay dạ. Thế cái hai nữa là Tại sao mà đi bộ xuyên Việt mà lại chọn ăn chay Và uh, ăn chay có đủ chất để đi bộ xuyên Việt hay không Với mật độ là trung bình một ngày là từ 40 cho đến 52 cây số. Kéo theo 27 kg hành lý. Đã. Thế thì mình muốn chia sẻ một điều là đa phần mọi người nói ăn chay không đủ chất là đang nghe người khác nói Đã đúng. và họ mặc định đưa vào đầu mình cái suy nghĩ mang tính ám thị. Tức là cứ nghe đi nghe lại và coi đó là đúng, chứ bản thân họ cũng chưa từng check cái cụm từ là ăn chay có đủ chất hay không? Đã. Ăn chay có đủ dinh dưỡng hay không? Ăn chay có sống thọ hay không hoặc là hay là ăn chay có thể đi bộ xuyên Việt được hay không? Thế thì ngay sau video này, Xuân tới mong muốn khán giả của Long cũng như là tất cả những ai có duyên với kênh YouTube Vũ Trọng Long hãy kiểm tra luôn những cái từ khóa mà Xuân tới vừa nêu. Dạ. À, khi mà anh đi chuyến đi như thế này thì cái thông điệp mà anh muốn gửi đến tất cả mọi người là điều gì? cái thông điệp nó khá là rõ ràng đó là khổ hạnh tu tập khổ hạnh tức là lấy cái sự khổ và coi làm hạnh phúc vì khi ta mọi người thường biết câu là có những ngày nắng mới thêm yêu những ngày mưa hoặc ngược lại có những ngày mưa mới yêu những ngày nắng thì chúng ta muốn thấy cuộc sống giá trị thì chúng ta phải biết được là thế nào là khổ thế nào là sướng kiểu có khi là sướng rồi nhưng mà vẫn kêu là ta khổ quá yeah. thì cái việc đấy là cái việc thứ nhất cái việc thứ hai thì chắc chắn là cái thiện tâm trong mỗi con người khi sinh ra là nhân chi sơ tính bản thiện theo thời gian thì chúng ta sẽ có những cái bụi đời dính mắc vướng mắc vào cái tâm hồn của chúng ta thì chúng ta cần để gột rửa nó đi thì đương nhiên có rất nhiều cách nhiều ý nhiều cách mà để gột rửa tâm hồn nhưng chắc chắn là ăn chay là một trong những cách giúp chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Dạ. À, trong cái quá trình mà anh đi như vậy thì anh đã gặp phải những cái nguy hiểm gì những cái điều may mắn gì và cái điều gì để lại ấn tượng uh, sâu sắc nhất trong cái chuyến đi của anh ạ chia sẻ với mọi người là cái may mắn thì có lẽ là đi qua bất cứ tỉnh thành nào thì cái lượng người tốt ta gặp trộm vía là luôn nhiều hơn người xấu dạ. vì cụ thể là cho đến giờ thì cả cái hành trình nó vẫn rất là suôn sẻ trừ một vài những chuyện rất là lặt vặt gần như là không đáng nhắc đến còn lại thì hầu hết là đều thuận buồm xuôi gió còn uh, những cái khó khăn thì mình nghĩ là chỉ khó khăn về mặt thời tiết thổ nhưỡng khác biệt thì sẽ làm cho cơ thể chúng ta chênh choáng có thể là ai mà có cái đề kháng tốt thì mất khoảng độ đôi ba ngày để quen với cái khí hậu vùng miền nhưng có những người không tốt thì cũng có thể là sẽ phải mất nhiều hơn nữa gấp đôi gấp ba tùy theo cơ địa à khi mà trước khi anh đi như vậy thì anh đã có thời gian chuẩn bị về thể lực như thế nào mình là một người cầu toàn nên mình chuẩn bị khá là kỹ thứ nhất là mình đi dầm mưa trong vòng 3 tiếng đồng hồ theo dự báo thời tiết ví dụ trong cái tuần mình đang tập luyện sức khỏe mà thấy là có 3 ngày mưa thì nhất quyết 3 ngày mưa đó là sẽ mặc quần đùi áo Phông ở Hà Nội cụ thể là mình đi bộ ở Hồ Văn Quán và dầm mưa đủ 3 tiếng. Về không thấy hắt hơi, không sổ mũi, không sốt thì mình thấy là về mặt thời tiết <laughs> nắng mưa là mình đã đáp ứng được. À. Còn lại phần đi bộ thì một ngày mình tập đi bộ trung bình với cái vận tốc mà theo app phần mềm đo được thì là 8 cây số trên giờ thì mình tập khoảng 3 tiếng. Tức à. là 3 tiếng đó là tương đương với 3824, khoảng 24 cây số nhưng mình cứ cho là khấu hao còn 20 đi cho mọi người dễ định lượng. À, vậy thì anh Tới có thể cho em long hỏi là à, ví dụ anh đi một cái đoạn đường rất là dài, một con đường rất là dài như vậy thì cái việc à, ăn uống của anh anh có phải à, chuẩn bị theo đồ ăn chay bên cạnh người không bởi vì như em thấy là riêng ở các thành phố lớn đã, đã ít quán chay rồi sau mùa dịch Covid thì gần như phá sản rất là nhiều không còn nhiều người kinh doanh quán chay nữa nói nói gì là mình đi đến những cái địa bàn những cái tỉnh lẻ đúng không ạ đồng không mông quạnh thì cái để mà đảm bảo được việc ăn chay như vậy thì anh sẽ ăn như thế nào để chuẩn bị mang theo những gì rồi có đủ chất hay không có ăn nhiều đồ có chất hay không cái này thì hết sức đơn giản thôi tức là ngay trong cái chuyến đi thì mình đã nói là không đợi mọi thứ an toàn thì mới làm thì trong cái chuyến đi đó nếu mà ta chuẩn bị quá kỹ thì ta sẽ đi rất là chậm vì vậy nên những cái bất kể cái thực phẩm gì mang tính thuần chay là mình có thể ăn được ví dụ mình ăn táo ta này ăn chè đỗ đen này ăn bánh rán đậu xanh này ăn chuối này rồi ăn cơm này nếu không có cơm thì bắt buộc phải ăn thực phẩm có hại có hàn the có tẩy trắng đó là phở và bún dạ. đó và cái thức ăn mà mình có thể ăn quanh năm được ăn không được trong ăn thô đó chính là dưa chuột và cà rốt dạ. thì uh, ngay ở hà nội thì bạn bè của mình không hề lạ khi mình thường ăn trưa bằng ba quả dưa chuột chấm dạ. muối tức là cái nết ăn này đã duy trì rất là lâu đến mức là bạn bè thấy quen thuộc lắm còn như người ngoài thì sẽ thấy lạ dạ thì anh có thấy nó bị thiếu chất không? Có bị khi đi như vậy có thể bị là à tụt huyết áp hay là tụt đường huyết hay là chóng mặt buồn nôn, run tay run chân, đau lưng, đau gót chân các thứ anh. Việc này thì xin khẳng định là không. Thì trộm vía là cơ thể mình mình luôn chú ý, luôn lắng nghe thì không thấy gì. Ừ. Vì nếu mà một người mà đang thấy là mệt mỏi thì hoặc uh, đang ốm không thể có cái chuyện là đi bộ được 50 năm hai cây số cái người mà lo thiếu chất thì mình tin là người chưa thử ăn chay ít nhất là 55 ngày như mình dạ, hoặc là họ chưa có kiến thức về thực về ăn chay thực dưỡng hoặc là ăn thô hoặc là các phương pháp ăn khác à, như em có thấy đây à, sáng nay anh tới vào nhà long thì đây là cái thực phẩm mà anh <laughs> lẽ ra hôm nay không vào nhà long thì có lẽ đây là bữa trưa của anh tới rồi hôm à, nay mà không được gia chủ tức là vợ chồng <laughs> là Long mời cơm thì đây chính là bữa trưa của Xuân tới Cũng không có gì hết mọi người ạ à. Đây chỉ là, là xôi, xôi lạc và đây là cái chai nước tương xì dầu Thế thì giới thiệu với mọi người là cái hành trình này nó có một cái tiên quyết đó là ăn chay, sống xanh Tích cực thực hành nếp sống tối giản Tuy nhiên là đây xôi này là gói trong lá chuối nhưng mà đã dặn rất kỹ rồi nhưng cô bán hàng cô quen tay cô nhanh quá cô đã bỏ luôn bịch sôi vào trong túi bóng và cô siết lại rồi nên là không có đưa đẩy để mà trả cô cái túi ni lông làm gì nữa nên đành phải sách đi chứ còn nếu theo dõi facebook của mình mọi người sẽ thấy là mình thường xuyên ăn những cái gói sôi mà chỉ bọc trong lá chuối không có cái gì khác không có một chút ni lông hay là các cái rác thải nhựa nào cả xin Đấy. chia sẻ đến mọi người dạ à, vậy thì để em cất giúp anh À, vậy thì trong cái quá trình mà đi bộ như vậy thì mọi người có thể nhìn thấy chân của anh tới đây Đây, chắc mọi người cũng quan tâm là làm cái chân này nó như thế nào <laughs> Đây ạ, cái chân nó đang còn hiện tại đang bị bỏng, bị phỏng nước Đây ạ, nước lên à, và nó sưng à, Nhưng mà bây giờ khi anh phỏng như vậy anh tiếp tục đi hay là anh sẽ nghỉ ngơi một vài ngày? Mình tiếp tục đi tức là đây nó không phải là một cái nốt uh, thứ nhất những nốt nhỏ những li ti như thế này ở khắp bàn chân được ra đếm sơ bộ có thể được chục nốt thế thì ngay từ khi xác định đi bộ thì mình đã có một cái tức là slogan nho nhỏ đó là cách duy nhất để không lùi bước là tiến về phía trước nghĩa là chân mà không đau thì sẽ đi nhiều chân đau thì cũng phải đi ít chứ không phải là dừng lại Dạ. đấy là tôn chỉ của của toàn bộ hành trình đi xuyên Việt mưa, ngày mưa ngày gió thì anh vẫn đi chứ hay là anh sẽ nghỉ mưa đi bình thường tức là thực tế thì mình có thể liệt kê ra là có những ngày 4 ngày liên tiếp mình đi mưa dạ. tức là mưa nhiều đến mức là phải mặc ba bộ áo mưa dạ. tức là bộ thứ nhất là áo mưa theo kiểu quần và áo để cho khỏi lạnh <laughs> xong sau đó là áo mưa một cái chùm từ đầu đến chân xong lại một cái thứ hai để không bị ướt quần áo vì 4 ngày mưa thì không thể giặt quần áo kịp, đấy là lý do chính. Vâng, à, anh ngủ thì anh ngủ ngoài đường luôn hay là anh sẽ chọn một cái nhà nghỉ nào đó để ngủ? Trong cái hành trình này thì mình uh, có thể tự tin nói với mọi người là mình không tốn bất kể một cái đồng nào cho nhà trọ, nhà nghỉ, hotel hay motel gì đó, không tốn bất kể một đồng nào, tại vì uh, uh, tên dân dã của chuyến đi này nó có nghĩa là đi bộ, đi bụi kết hợp với tu tập Mà tu tập đây là khổ tu Nên đã là khổ tu thì không thể là Đi hưởng thụ những cái dịch vụ Nó sang trọng hay là chỉn chu quá Của những cái dịch vụ khách sạn nhà nghỉ Thế nên mình thường chọn là Ít nhất là khoảng bốn nơi như sau mình có thể ngủ được Một là mái hiên nhà người dân Ví dụ như đây là một cái quầy tạp hóa thì Người ta luôn làm ra một cái khoảng mái tôn hoặc là cái phần trần rơi ra khoảng 80 phân cho đến tầm 2 mét gì đó thì mình sẽ ngủ trước cửa nhà người dân như thế, ngủ đất luôn. Thứ hai là mình sẽ ngủ ở có thể là mình đi trên đường mà mình thấy là ở bệnh viện chẳng hạn người ta luôn mở xuyên đêm và có những cái ghế đá thì mình cũng có thể nằm ở cái ghế đá đó. Và thứ ba cái này thì hơi tế nhị nhưng mà có thể ngủ luôn ở nghĩa địa. Tức là nhiều người thì sợ ma Nhưng mà tiết lộ với anh em là uh, Mình không có sợ ma mà mình chỉ sợ người Tức là cả hành trình đi là Chỉ sợ là mấy anh em mà Sử dụng ma túy rồi ngáo đá Các anh em cầm cái kim tiêm Rồi anh em <laughs> dơ ra rồi xin cái điện thoại Thì cái điện thoại tiếc một Nhưng mà cái dữ liệu của toàn bộ Cái hành trình đi xuyên Việt Thì tiếc 10 dạ. Chứ còn ma mãnh thì không có sợ Dạ vâng ạ à, Thế thì uh, khi mà anh đi như vậy thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là gì ạ? Kỷ niệm vui thì đi đâu đâu cũng có người cho tiền Không biết là vì cái vẻ mặt diện mạo của mình đáng thương quá Đang đi tự dưng có cái chị nào phóng xe đến dưới cho 100 ngàn Chị tặng em rồi phóng đi mất không kịp trả Không kịp trả tức là nhận trong bất khả kháng Và chỉ biết dặn lòng mình là sẽ chuyển số tiền đó cho ai thực sự cần thiết Trước khi mà anh có cái cuộc hành trình này thì anh đã phải chuẩn bị bao nhiêu kinh phí cho nó cho cái lộ trình đấy rồi là à, đi dọc đường nó phát sinh thêm những gì rồi anh có phải đi làm kiếm tiền để trang trải những chi phí trong suốt 5 năm ngày đấy không ạ? Tức là cái chuyến đi này nó như thế này, nếu mình đi cùng vợ con thì nó sẽ là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng đây nó là một chuyến tu tập và tối giản. Chính vì vậy nên là mình mang theo một số tiền tượng trưng đúng với cái tên hành trình. 55 ngày ăn chay thì cầm theo 55 ngàn đồng. Vâng, thật ấn tượng chỉ 55 ngàn. Và đương nhiên không có nghĩa là một uh, cả 55 ngày mà chỉ tiêu hết 55 ngàn. Nói đến đây thì nhiều bạn sẽ tưởng là mình sẽ đi uh, xin tiền hay là nhận tiền tài trợ hay ủng hộ từ người khác. Nhưng không, uh, có một cái tôn chỉ xuyên suốt hành trình đó là không nhận tiền và hiện vật trước trong và sau hành trình đi bộ xuyên Việt. Yeah. Chính vì vậy nên tất cả những cái kinh phí mà để duy trì cho chuyến đi nó là lộ phí đấy thì mình sẽ kiếm luôn trên đường. Đương nhiên vẫn bằng một cái nghề mà hiện nay mọi người biết đến mình khá là nhiều, đó là nghề viết. Hiện tại cái sức khỏe của anh anh cảm thấy thế nào? Nó có bị đau lưng hay là đau chân hay là có vấn đề gì về cảm cúm các thứ không? hiện tại thì uh, sức khỏe có thể khẳng định một điều là tốt rất là tốt thật thật. nghĩa là nếu bây giờ có ai đó ví dụ là long hay là bạn nào mà làm một cái game nho nhỏ là anh ơi thì bây giờ đi ngược lại cà mau hay không thì chắc chắn là sẵn sàng nhận lời sẵn sàng nhận lời nhận lời ngay trong vòng 1-2 giây không cần suy nghĩ nhiều à. tức là Ừ, những ngày đầu thì cơ thể nó chính choáng, nó phải làm quen với yếu tố thổ nhưỡng, thời tiết rồi những thứ khác. Nhưng cho đến giờ thì lại là cái lúc mà cơ thể nó đi vào ổn định nhất, phù hợp nhất để đi xuyên việt. Thế nên là thoải mái thôi. Nếu bạn nào muốn tôi đồng hành, có thể cho tôi biết. Sau chuyến đi này thì anh tới cảm thấy mình đã thu lại được những gì về mặt tinh thần và ý nghĩa, giá trị sống. Theo cá nhân Xuân tới thì cái chuyến đi này đã đem lại rất rất nhiều thứ mà không thể kể qua cái thời lượng khoảng 30 giây là một phút để có thể là kể hết được. Tuy nhiên có thể sơ lược như sau. Thứ nhất đó là hiểu nhiều hơn về văn hóa cốt cách vùng miền đặc tính con người của từng tỉnh thành là thứ nhất. Thứ hai là hiểu hơn về lịch sử về những địa danh của việt nam thứ ba là thu về những cái trải nghiệm tức là xưa kia cái độ tĩnh của ta có thể là một là hai thì bây giờ nó sẽ là trên một trên hai tức là sẽ tĩnh lặng hơn đi thì thấy nhiều người khổ nhiều người vừa khổ vừa sướng có những người thì lại rất sướng thế nên là nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm quý mà nếu không đi thì không thể có không thể nói là đi bộ xuyên Việt mà đi trên màn hình máy tính được Bắt buộc là phải đi bộ từng bước từng bước Có ai thường đứng ở ý kiến trái chiều Có nhiều người em nghĩ họ sẽ có thể nói là à, Tại sao lại vô công rồi nghề như thế Tại sao lại rảnh mà không đi làm mà kiếm tiền đi Mà lại đi bộ như vậy để làm gì Đương nhiên là vì người ta chưa nói chuyện với mình Và chưa hiểu cái chuyến đi của mình Người ta vẫn nghĩ là mình đi bộ để đi xin tiền hay gì gì đó thì họ kết luận như thế chứ nếu họ biết là mình đi bộ mà vẫn chu toàn tối thiểu những công việc làm ăn rồi vẫn chăm lo gia đình thì người ta sẽ có những cái suy nghĩ khác chưa kể là những cái giá trị nhân văn như mỗi nơi mình đi qua mỗi người mình tiếp xúc thì mình đều chia sẻ những câu chuyện về bảo vệ môi trường chia sẻ về tu tập tối giản đó thì đấy là những cái mà người ta chưa hiểu thì người ta sẽ trái chiều nhưng ngay sau khi nói chuyện thì người ta lại quay sang có phần nào đó ủng hộ những người chơi thể thao chẳng hạn chơi thể thao thực ra là nếu người ta không yêu thích thì người ta không thể chơi được thế trong khi đó bản thân đi bộ cũng là một môn thể thao thế tại sao lại bảo là một người đang đi bộ thử thách ý chí các thứ tất cả đều tốt không hề có hại đến ai mà rất là tốt mà lại bảo là người này rảnh rồi, người này vô công rồi nghề. Thế nên là qua video này cũng mong muốn các bạn sẽ có một cái ý nghĩ, một cái ánh nhìn luôn rộng mở hơn, luôn bao dung hơn và luôn chủ động tìm hiểu lý do của những người đang có những chuyến đi xuyên Việt như xuân tới. Dạ. khi mà anh đi như vậy thì cái hành lý của anh đi đến 27 kg đó. Đúng rồi nó bao gồm những cái dụng cụ gì và anh đã chuẩn bị uh, an toàn như thế nào rồi có những cái kinh nghiệm gì muốn chia sẻ lại cho những cái bạn mà có ý định uh, đi bộ xuyên việt như anh không ạ um, phần này cũng mình nghĩ là liệt kê rất nhiều đấy thế thì đầu tiên là chuyến đi trong tất cả các cái uh, tiêu chí thì mình nghĩ là đầu tiên là phải nhắc đến an toàn đi ta sẽ nhắc đến an toàn trước trong đi bộ thì nó có một quy luật vàng đó là leo đèo bên phải xuống đèo bên trái đường bằng bên trái nếu các bạn chỉ cần suy ngẫm sâu hơn thì các bạn cứ hiểu là như thế này khi xe mà lên dốc dốc đây là dốc đèo đấy các bạn nhé lên theo kiểu là như thế này này thì tất cả các xe ô tô xe máy người ta đều dùng cái số chuyên leo dốc và đi rất là chậm thì khi đó ta đi bộ thì ta sẽ song song hoặc là cái khoảng cách về km trên giờ không quá xa với cái phương tiện đó thì không bị xung đột làn nó sẽ rất an toàn khi leo đèo thế còn khi xuống đèo thì ta lại đi bên trái là vì sao thì cái xe đối diện chúng ta nó cũng đang đi ở cái số mà leo từ 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 thì họ cũng sẽ nhìn thấy ta và đôi bên gần như giống như kiểu bên trái và bên phải của một con đường thì sẽ giúp chúng ta an toàn còn trong đường bằng thì chúng ta luôn đi bên trái là chỉ đơn giản là chúng ta luôn quan sát những phương tiện đang tiến về phía mình và có thể phản ứng nhanh khi xảy ra va chạm thay vì là chúng ta đi và chúng ta không nhìn được những phương tiện đang tiến về phía mình như đi bên phải đấy là một trong những nguyên tắc vàng ngoài ra thì mình nghĩ là yếu tố thể lực cũng cực kỳ quan trọng đây là mình đang nói câu chuyện của cái thể lực của người ăn chay như mình chứ mình không có nói áp vào bất kể cơ thể của ai tuy nhiên thì Ờ, cái việc lắng nghe cơ thể là cái việc mà mỗi người đều cần làm thì với cơ thể của mình thì mình luôn lắng nghe theo ngày theo tuần thì mình thấy trộm vía là rất tốt không vấn đề gì nên mình vẫn cứ đi đều đi trong mưa cả 3 ngày 4 ngày liên tiếp tức là ví dụ như là tỉnh thừa thiên huế này mưa 24 trên 24 có ngày có dự báo thời tiết để cho các bạn xem thế xong rồi sang đến quảng trị cũng mưa đây 24 trên 24 sang đến tỉnh Quảng Bình cũng mưa 24 trên 24. Thế nếu mà cứ đợi tạnh mưa thì mình nghĩ là tự dưng là cứ ngủ ngoài đường đến cả 3-4 ngày thì không thể đi xuyên Việt được. Nên cách duy nhất để không lùi bước là tiến về phía trước. Mưa cũng phải tiến. Thế còn nói về hành lý thì xuân tới mang theo nhiều như vậy thì nó phân bổ ra làm 3 nhóm thiết bị như sau. Thứ nhất là có một cái laptop cấu hình cao, loại nặng. Nó khoảng độ tầm 5 cân 4, 5 cân 3 gì đó cộng với uh, ba lô cho laptop rồi sạc laptop và uh, chuột rồi những cái đệm chuột rồi các thứ linh tinh linh tinh và đặc biệt là một cái đèn pin uh, có độ phủ sáng là 500m thì cái này đưa ra được bốn bức đèn tức là đèn xanh đèn đỏ đèn vàng bật cảnh báo như cảnh báo y tế giao thông để người đối diện biết là ta đang di chuyển thay cái áo phản quang nếu không có đèn này mọi người nhất quyết phải có áo phản quang ngoài ra thì mình có ba cái sạc dự phòng để đảm bảo là trong vòng 5 ngày không cần sạc điện thoại mà vẫn dùng được tức là không mất nguồn bốn cái điện thoại mình mang theo thế đấy là một nhóm đó thì nó đã ngốn khoảng độ tầm 8 cân rồi một cái nhóm thứ hai chỉ khoảng 4 cân đó là quần áo và một nhóm cũng là quần áo Nhưng là quần áo mưa dạ. thì nó ngốn khoảng độ tầm 2 cân và cái xe mà mình kéo hành lý đó đi thì nó có bốn cái bánh size to như thế này sai một găng tay dạ. để kéo đi nó nhẹ và dạ. nó chịu được cái độ nặng của đường đèo thì bốn cái bánh đó cái cộng với cái hai cây sắt để hàn cái xe đó thì cái xe nó đã mất 7 cân 8 cân gì đó thì sơ bộ nó đã hơn hai chục cân, còn lại thì vì cái tôn chỉ là bảo vệ môi trường, đã. sống xanh, thực hành nếp sống tối giản Nên là mình mang theo bình nước, tức là đi đâu mình sẽ mua nước, lấy nước, chứ mình không mua chai nước, xong uống hết là lẳng vào thùng rác hay là một góc nào đó đã. Thì mỗi cái đó xong rồi cộng với khăn mặt, kem đánh răng, rồi các thứ linh tinh linh tinh thì tổng cộng là nó lên 27 cân là vì như vậy Dạ. em xin chúc mừng anh tới vì anh đã có uh, những cái lần như thế này những cái lần mình đã quyết định vượt lên trên khỏi cái giới hạn an toàn của bản thân thử thách mình rèn luyện được cái ý chí tốt hơn anh có lời uh, nói nào thông điệp gì muốn gửi đến khán giả không ạ Cái thông điệp của mình rất là ngắn gọn đó là mỗi một ngày trôi đi chúng ta đều uh, tức là già đi một ngày chính vì vậy nên là đừng để cái việc hôm nay sang ngày mai mới làm cũng như là nhiều người nói với xuân tới là tại sao anh không để qua tết đi cho nó đủng đỉnh mà lại đi sát tết thế bảo không nếu để qua tết mới đi thì tiếp tục là qua tết sẽ có người nói là thế sao anh không tổ chức sinh nhật anh rồi anh mới đi hay là anh không làm việc này việc kia rồi mới đi thì tất cả tức là chúng ta phải nhớ một câu là nếu muốn làm thì sẽ tìm cách Nếu không muốn làm sẽ nêu lý do Đó dạ. là cái thông điệp Dạ, rất vui vì cái cuộc gặp của anh ngày hôm nay Và em rất cảm ơn anh đã ghé thăm nhà em Và dùng bữa với vợ chồng em Em xin chúc anh tới là sắp tới mọi việc sẽ được như ý nguyện của anh à, Ăn chay được nhiều hơn à, Yêu thương được nhiều hơn Và gia đình sẽ cũng trường chay được Để cho các con ngoan hơn Uh, gia đình hạnh phúc hơn và cuộc sống này nó sẽ tích cực hơn. Đấy. cảm ơn uh, Long cùng gia đình đã <laughs> tức là thiết đãi một bữa ăn uh, một bữa chay rất là ngon rất là thịnh tình và ấm cúng. qua đây cũng xin uh, chúc Tết năm mới đến Long cũng như là tất cả bạn bè trên uh, kênh YouTube uh, Vũ Trọng Long sang năm mới luôn luôn bình an, luôn luôn may mắn, vạn sự như ý, mọi sự hanh thông trong công việc cũng như là gia đạo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và xin cảm ơn mọi người